Tứ vi tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hút trọn lộc trời, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng nếu biết điều này. Kính chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi kênh Phúc Tự Tâm, nơi chúng ta cùng nhau khám phá vận mệnh, tìm hiểu tử vi và những bí ẩn của cuộc sống qua từng con giáp. Chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong hành trình giải mã những lá số tử vi đầy ý nghĩa. Trước tiên, Phúc Tự Tâm xin gửi đến tất cả quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị có một tháng mới an lành, may mắn và thành công. Thưa quý vị, như người xưa thường nói, cuộc sống là một hành trình dài, và mỗi bước đi đều mở ra những điều mới mẻ, bất ngờ. Chính vì thế, điều quan trọng nhất là chúng ta luôn biết giữ vững niềm tin vào bản thân, vững bước trước mọi thử thách và tận dụng tốt những cơ hội mà cuộc sống ban tặng. Hôm nay, trong chuyên mục tử vi tháng này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những luận giải chi tiết dành riêng cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 9 âm lịch năm 2024. Đây là thời điểm đầy biến động, cả về công việc, tài chính và mối quan hệ cá nhân, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội nếu bản mệnh biết cách tận dụng và đối phó khôn ngoan. Quý vị thân mến, vận mệnh là điều không thể thay đổi, nhưng cách chúng ta đối diện với nó sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Đó là lý do vì sao việc thấu hiểu vận hạn và những cơ hội trong tử vi là rất quan trọng. Tháng 9 âm lịch này, tuổi Ất Mão có nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến, nhưng đi cùng với đó cũng là những thử thách tiềm ẩn cần sự cẩn trọng và tỉnh táo trong mọi quyết định. Trong cuộc sống, chúng ta không thể né tránh được những khó khăn, nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là cách đối diện và vượt qua chúng. Thái độ sống tích cực cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Mỗi cơn bão đều sẽ qua đi, và sau đó là bầu trời trong xanh hơn. Vì vậy, điều quan trọng là bản mệnh cần giữ tâm thế chủ động, không quá lo lắng mà hãy lạc quan, kiên trì với mục tiêu của mình. Trong video hôm nay, Phúc Tự Tâm sẽ cùng quý vị khám phá chi tiết lá số tử vi của tuổi Ất Mão, từ sự nghiệp, tài lộc đến sức khỏe và tình duyên. Những lời khuyên quý giá trong bài phân tích này sẽ giúp quý vị không chỉ tránh được những vận hạn, mà còn nắm bắt được những cơ hội tốt đẹp nhất trong tháng 9 âm lịch này. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá tử vi tháng này để chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối phó với những biến cố và tận dụng tối đa những cơ hội đang đến gần. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hút trọn lộc trời, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng nếu biết điều này. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh thủy trong ngũ hành, là những người được biết đến với tính cách nhẹ nhàng, khéo léo và thông minh. Giống như dòng nước chảy êm đềm, tuổi Ất Mão thường tỏ ra điềm đạm, biết lắng nghe và xử lý tình huống một cách khôn ngoan. Người mang mệnh thủy này không chỉ nhạy bén trong suy nghĩ, mà còn có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển. Nước chảy đá mòn, chính sự kiên nhẫn và khả năng linh hoạt đã giúp tuổi Ất Mão vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Tháng 9 âm lịch năm 2024 mở ra một giai đoạn mới với nhiều biến động cho tuổi Ất Mão, đặc biệt là trên các phương diện sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Tuy nhiên, giống như mặt hồ trong cơn sóng, càng nhiều biến động, bản mệnh càng cần giữ vững sự bình tĩnh và sáng suốt. Người xưa có câu, người biết cách ứng xử là người biết đứng vững trước mọi thử thách. Và tháng này chính là thời điểm để tuổi Ất Mão chứng minh khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Về bản chất, tuổi Ất Mão thường có trực giác rất nhạy bén. Trực giác này giúp họ nhìn thấy những điều mà người khác có thể bỏ lỡ, từ đó xử lý các tình huống phức tạp một cách hiệu quả. Điều này cũng là một lợi thế lớn trong tháng 9 âm lịch năm 2024, khi cuộc sống sẽ mang đến cho tuổi Ất Mão những thay đổi bất ngờ. Biến động là cơ hội,
và trong sự hỗn loạn. Người biết giữ tâm an là người chiến thắng. Tuổi Ất Mão cần tập trung vào việc nâng cao năng lực cá nhân và duy trì sự cảnh giác trước mọi quyết định, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và tình cảm. Sự nghiệp và tài chính. Trong tháng này, sự nghiệp của tuổi Ất Mão có nhiều cơ hội phát triển. Những người sinh năm 1975 thường sở hữu khả năng tổ chức, quản lý tết, và tháng này sẽ tạo điều kiện để họ thể hiện rõ điều đó. Tuy nhiên, đừng để sự tự tin biến thành chủ quan. Thành công đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng nắm bắt thời cơ. Dù bạn có cơ hội để thăng tiến, nhưng hãy nhớ rằng những kẻ tiểu nhân có thể đang rình rập chờ đợi cơ hội để gây khó khăn. Người tuổi Ất Mão nên giữ tâm thế cẩn trọng, không nên quá vội vàng đưa ra các quyết định lớn, đặc biệt là trong các dự án tài chính hoặc đầu tư. Sự khéo léo trong việc xử lý tình huống sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đây là lúc để bạn phân tích kỹ lưỡng các yếu tố xung quanh và cân nhắc mọi khía cạnh trước khi hành động. Tình cảm và mối quan hệ. Tình cảm của tuổi Ất Mão trong tháng 9 âm lịch cũng có nhiều biến động. Với những người đã có gia đình, đây là thời gian bạn cần dành nhiều sự quan tâm hơn cho người thân. Tình cảm là sợi dây gắn kết gia đình, nhưng nếu không biết chăm sóc, sợi dây ấy có thể đứt gãy. Những mâu thuẫn nhỏ có thể phát sinh từ áp lực công việc hoặc cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng là bạn phải biết cách nhường nhịn, thấu hiểu và chia sẻ để giải quyết những hiểu lầm trước khi chúng trở thành vấn đề lớn. Người độc thân tuổi Ất Mão trong tháng này có thể gặp gỡ những đối tượng tiềm năng. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn là yếu tố then chốt. Đừng quá vội vàng trong việc thiết lập mối quan hệ mới. Mọi thứ đến đúng lúc sẽ là món quà, còn đến sớm hoặc muộn đều là thử thách. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, và tình yêu sẽ tự tìm đến khi cả hai thực sự sẵn sàng. Sức khỏe và tinh thần. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Và trong tháng này, tuổi Ất Mão cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề này. Sự căng thẳng từ công việc và cuộc sống có thể ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của bạn. Thân thể là cái gốc của cuộc đời. Nếu không chăm sóc, mọi thứ khác cũng trở nên vô nghĩa. Hãy nhớ rằng, nghỉ ngơi đúng lúc là cách để tái tạo năng lượng, giúp bạn sẵn sàng đối diện với những thách thức trong tương lai. Ngoài ra, việc duy trì một lối sống lành mạnh, cân đối giữa công việc và giải trí là điều cần thiết. Đừng để bản thân quá lao vào công việc mà bỏ qua việc chăm sóc cơ thể. Tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống điều độ và duy trì một tâm thế lạc quan sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Có một câu nói rất hay, thử thách không phải là trở ngại, mà là con đường dẫn đến sự trưởng thành. Tháng 9 âm lịch này chính là cơ hội để tuổi Ất Mão học cách đối mặt với khó khăn và phát triển bản thân. Những biến động trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm đều là bài học quý giá. Điều quan trọng là bạn cần nhận ra rằng mọi thử thách đều mang lại cơ hội nếu biết nhìn nhận từ góc độ tích cực. Biết tiến lùi đúng lúc là cách để tồn tại và phát triển. Trong tháng này, nếu biết cách linh hoạt ứng phó, tuổi Ất Mão sẽ không chỉ vượt qua những trở ngại mà còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 theo sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2024. Năm 2024 là một năm mà tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố, bao gồm sao chiếu mệnh, hạn vận và các yếu tố phong thủy khác. Việc hiểu rõ sao chiếu mệnh và vận hạn sẽ giúp bản mệnh biết cách ứng xử, hóa giải những điều không may và tối ưu hóa những cơ hội mà năm mới mang lại. Nam mạng tuổi Ất Mão trong năm 2024 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh và hạn toán tận. Sao Thái Dương là sao cách tinh, mang lại nhiều may mắn cho nam mạng, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Sao này thường mang đến ánh sáng của sự thông thái, giúp bản mệnh trở nên sáng suốt, quyết đoán và dễ dàng thành công trong công việc. Tuy nhiên, đi cùng với vận may là những áp lực không nhỏ. Nam mạng cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với khối lượng công việc tăng lên, cũng như những trách nhiệm lớn hơn từ cấp trên hoặc đối tác.
Hạn toán tận lại mang tính chất không may mắn. Hạn này cảnh báo về những vấn đề liên quan đến tài chính và sức khỏe. Đặc biệt, toán tận có thể gây ra những tổn thất về tiền bạc, khiến bạn mất mát tài sản do thiếu cẩn trọng trong các giao dịch kinh doanh hoặc đầu tư. Nam mạng Ất Mão cần phải hết sức cẩn trọng trong các quyết định tài chính lớn trong năm 2024. Năm 2024 cũng là năm mà Nam mạng tuổi Ất Mão phạm vào hoang ốc, một yếu tố có thể gây trở ngại khi tiến hành xây dựng nhà cửa hoặc thực hiện các công việc liên quan đến đất đai. Bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng nếu có kế hoạch lớn liên quan đến việc này, để tránh những rủi ro tiềm ẩn. Lời khuyên cho Nam mạng tuổi Ất Mão trong năm 2024. 1. Thận trọng trong tài chính. Dù sao Thái Dương mang lại nhiều may mắn về tài lộc, nhưng với hạn toán tận, bản mệnh vẫn cần hết sức thận trọng trong các giao dịch liên quan đến tiền bạc. Hạn chế đầu tư lớn, tránh cho vay mượn hoặc tham gia vào các dự án rủi ro cao. Tiền mất tật mang là điều có thể xảy ra nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng trong quản lý tài chính. 2. Chăm sóc sức khỏe. Hạn toán tận cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa và tim mạch. Nam mạng Ất Mão cần chú ý đến chế độ ăn uống và duy trì thói quen tập luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Có sức khỏe là có tất cả. Do đó, hãy lắng nghe cơ thể và không nên làm việc quá sức trong năm 2024. 3. Cách hóa giải hạn toán tận. Để hóa giải bớt những tác động tiêu cực từ hạn toán tận, bản mệnh có thể làm lễ dâng sao giải hạn vào đầu năm, cúng sao Thái Dương vào cách ngày mùng 27 âm lịch hàng tháng để cầu bình an và may mắn. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khổ sẽ giúp giảm bớt phần nào những vận hạn trong năm. 4. Sử dụng vật phẩm phong thủy để tăng cường vận may và bảo vệ bản thân trước các nguy cơ về tài chính và sức khỏe. Nam mạng tuổi Ất Mão nên sử dụng các vật phẩm phong thủy như đá thạch anh vàng hoặc vòng tay phong thủy màu xanh lục. Những vật phẩm này không chỉ giúp kích hoạt năng lượng tích cực mà còn giúp hóa giải vận hạn, mang lại sự bình an trong cuộc sống. Nữ mạng tuổi Ất Mão năm 2024 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh và hạn huỳnh tuyển. Sao Thổ Tú là một sao trung bình, không mang lại quá nhiều may mắn, nhưng cũng không quá xấu. Sao này thường khiến bản mệnh cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai, đồng thời có thể gây ra những mâu thuẫn nhỏ trong các mối quan hệ gia đình hoặc công việc. Tuy nhiên, nếu biết cách kiềm chế cảm xúc, bản mệnh sẽ vượt qua được những trở ngại này. Hạn huỳnh tuyển là hạn xấu, đặc biệt gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là hạn cảnh báo về các bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là liên quan đến tim mạch, thận và huyết áp. Nữ mạng cần cẩn trọng và đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe. Tương tự như nam mạng, nữ mạng tuổi Ất Mão năm 2024 cũng phạm vào hoang ốc, nên cần hạn chế các công việc liên quan đến xây dựng nhà cửa, đất đai. Lời khuyên cho nữ mạng tuổi Ất Mão trong năm 2024. 1. Giữ vững tinh thần lạc quan. Với ảnh hưởng của sao Thổ Tú, bản mệnh có thể dễ cảm thấy lo âu, mệt mỏi về công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên để những suy nghĩ tiêu cực chi phối quá nhiều. Tâm an thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Hãy cố gắng duy trì thái độ tích cực, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và tìm cách giải tỏa áp lực qua việc thư giãn, tĩnh tâm hoặc tham gia các hoạt động thể thao. 2. Chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng. Hạn huỳnh tuyển là lời cảnh báo về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thận và tim mạch. Nữ mạng cần lưu ý về chế độ ăn uống, tránh ăn thực phẩm quá béo, quá mặn và nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể, hãy hành động kịp thời để bảo vệ sức khỏe. 3. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyển. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của hạn huỳnh tuyển, bản mệnh có thể làm lễ cúng sao giải hạn vào đầu năm hoặc vào các ngày mùng 19 âm lịch hàng tháng. Ngoài ra, nữ mạng nên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, làm việc tốt để tích đức,
giảm bớt vận hạn trong năm 2024. 4. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Nữ mạng tuổi Ất Mão có thể sử dụng các loại đá phong thủy như thạch anh tiến hoặc đá mã não để tăng cường sự bình an và hóa giải năng lượng xấu từ sao Thổ Tú. Đeo vòng phong thủy hoặc đặt vật phẩm phong thủy trong nhà sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và mang lại may mắn trong cuộc sống. Năm 2024, dù là nam hay nữ mạng tuổi Ất Mão đều cần đối mặt với những thử thách từ sao chiếu mệnh và vận hạn. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các biện pháp hóa giải phù hợp, bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu tác động tiêu cực và tối ưu hóa vận may. Lễ cúng sao giải hạn. Cả nam và nữ mạng tuổi Ất Mão đều nên thực hiện lễ cúng sao giải hạn vào đầu năm và vào các ngày cố định hàng tháng để giảm thiểu vận hạn và cầu mong bình an. Làm việc thiện. Một trong những cách hóa giải vận hạn hiệu quả là tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn. Việc làm này không chỉ giúp tích phước đức mà còn mang lại sự thanh thản cho tâm hồn, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong năm. Tổng quan tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch năm 2024 mang đến cho tuổi Ất Mão một bức tranh đa chiều về cuộc sống, với cả những cơ hội lẫn thách thức. Thời gian này, bản mệnh có khả năng trải qua những thay đổi lớn trong các phương diện sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Biến động là lẽ thường của cuộc sống, và chính trong khó khăn, bản lĩnh của con người mới được rèn luyện. Đây là giai đoạn mà bản mệnh cần phải tập trung cao độ, giữ vững tinh thần và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, cần cảnh giác trước những thử thách tiềm ẩn, đặc biệt trong mối quan hệ và sức khỏe. Nhìn chung, tháng này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự cân nhắc kỹ lưỡng trong mọi quyết định và khả năng thích ứng với các tình huống bất ngờ. Phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Mão trong tháng 9 âm lịch có nhiều dấu hiệu phát triển, nhưng không thiếu những trở ngại nhỏ cần phải vượt qua. Với sự hỗ trợ từ sao Thái Dương đối với nam mạng và Thổ Tú đối với nữ mạng, bản mệnh sẽ có cơ hội tiến xa hơn trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là không được chủ quan và phải biết tự điều chỉnh mình trong mọi tình huống. Công việc có thể tiến triển thuận lợi, đặc biệt là với những ai đang ở vị trí quản lý hoặc điều hành. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, không nên quá dựa dẫm vào may mắn, mà cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án hoặc kế hoạch mới. Một điểm cần lưu ý trong tháng này là đối phó với tiểu nhân. Những kẻ ghen ghét, đố kỵ có thể xuất hiện trong môi trường công việc, gây ra những phiền toái không đáng có. Lời khuyên cho tuổi Ất Mão là nên giữ vững sự điềm tĩnh, tập trung vào công việc của mình, không để bị phân tâm bởi những lời đàm tiếu hay mâu thuẫn nhỏ nhặt. Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc chuyển đổi công việc, tháng 9 âm lịch có thể mở ra những cánh cửa mới. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng khi lựa chọn hướng đi mới và không nên vội vàng đưa ra quyết định nếu chưa nắm bắt đầy đủ thông tin. Phương diện tài lộc. Về mặt tài chính, tháng 9 âm lịch là một thời điểm khá thuận lợi để tuổi Ất Mão gia tăng thu nhập. Những nỗ lực trong công việc từ trước đó sẽ bắt đầu mang lại thành quả. Đối với những ai đang kinh doanh, đây là thời điểm tốt để mở rộng quy mô hoặc đầu tư thêm vào các dự án đã có sẵn. Tuy nhiên, không nên mở rộng quá nhanh mà không tính toán kỹ lưỡng, bởi sự bất cẩn trong đầu tư có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, cẩn trọng trong các khoản đầu tư lớn là điều bản mệnh cần lưu ý. Thị trường có thể có những biến động khó lường, và bản mệnh cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các lĩnh vực mới hoặc các dự án có mức độ rủi ro cao. Đi từng bước vững chắc, thay vì chạy nhanh mà vấp ngã là chiến lược tài chính an toàn nhất cho tuổi Ất Mão trong thời điểm này. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú trọng đến việc quản lý chi tiêu. Tháng này có thể mang lại nhiều khoản thu, nhưng cũng có không ít khoản chi phát sinh ngoài dự kiến. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những chi tiêu không cần thiết và luôn duy trì một nguồn dự trữ để đề phòng các tình huống bất ngờ. Phương diện tình duyên và gia đạo. Trong tháng 9 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão có thể gặp một số khó khăn nhất định.
Đối với những người đã lập gia đình, tháng này có thể xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Những áp lực từ công việc, tài chính và các yếu tố khác có thể khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng hơn. Gia đình là nơi bình yên, nhưng cũng là nơi thử thách sự kiên nhẫn. Để duy trì mối quan hệ ổn định, bản mệnh cần biết cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Thấu hiểu là nền tảng của sự hạnh phúc. Dành thời gian chia sẻ, giải quyết những xung đột ngay từ đầu để tránh chúng tích tụ thành vấn đề lớn hơn. Nếu có thể, hãy dành thêm thời gian cho gia đình, tổ chức các hoạt động chung để tăng cường sự gắn kết. Đối với người độc thân, tháng này có thể mang lại một vài cơ hội để gặp gỡ những đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, duyên đến hay không còn phụ thuộc vào thái độ của bản mệnh. Duyên số không thể cưỡng cầu, nhưng sự chân thành sẽ giúp duyên nở rộ. Bạn cần kiên nhẫn trong việc xây dựng mối quan hệ. Đừng quá vội vàng đưa ra quyết định, và hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Ất Mão trong tháng 9 âm lịch khá ổn định, nhưng bản mệnh vẫn cần chú ý hơn đến việc duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Công việc bận rộn và những áp lực từ cuộc sống có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Đừng để sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng không đáng có. Cách tốt nhất để duy trì phong độ là kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tập thể dục thường xuyên và tham gia các hoạt động thư giãn như thiền, yoga hoặc đơn giản là đi dạo sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công, nên không bao giờ được xem nhẹ. Đối với những ai có tiền sử bệnh lý hoặc đang có vấn đề sức khỏe, hãy theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng chủ quan trước những dấu hiệu mệt mỏi hoặc căng thẳng, và hãy tìm cách chăm sóc bản thân một cách khoa học. Cẩm nang vượng vận tháng 9 âm lịch. Để tối ưu hóa cơ hội và hóa giải những khó khăn trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão nên chú ý đến một số phương pháp phong thủy sau. 1. Quý nhân phù trợ. Trong tháng này, tuổi Ất Mão sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người tuổi Hợi và Mùi. Đặc biệt, nếu bạn hợp tác với những người tuổi này trong công việc hoặc cuộc sống, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ, bởi họ sẽ là những quý nhân mang lại nhiều may mắn và thuận lợi cho bạn trong tháng này. 2. Màu sắc may mắn. Màu sắc phong thủy có thể giúp bản mệnh tăng cường vận khí. Tháng này, tuổi Ất Mão nên ưu tiên sử dụng màu xanh dương và trắng. Hai màu này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp. 3. Vật phẩm phong thủy. Bản mệnh nên sử dụng đá thạch anh tím hoặc vòng tay phong thủy bằng đá mã não để cân bằng năng lượng, hóa giải những khó khăn và thu hút vận may trong cuộc sống. 4. Tư duy tích cực. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là giữ vững tinh thần lạc quan. Dù có gặp khó khăn, hãy luôn tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình. Tư duy tích cực là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công. Tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 âm lịch. Tháng 9 âm lịch khởi đầu với nhiều dấu hiệu thuận lợi trong sự nghiệp cho tuổi Ất Mão. Bản mệnh có cơ hội được giao phó những nhiệm vụ mới, tạo điều kiện để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo. Nếu biết cách nắm bắt, bạn sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, sự thành công không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức. Việc kiên nhẫn và chuẩn bị cho từng bước đi sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản mệnh cần cảnh giác với các quyết định tài chính trong tuần này. Có thể có những cơ hội đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh xuất hiện, nhưng bạn nên suy xét kỹ trước khi ra quyết định. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại các kế hoạch dài hạn, đặc biệt là về tài chính và sự nghiệp, nhằm đảm bảo rằng mỗi bước đi đều có cơ sở vững chắc. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, hãy cởi mở nhưng không nên quá dễ dãi. Một số người có thể ghen tị hoặc lợi dụng lòng tin của bạn. Tín nhiệm là điều quan trọng, nhưng không nên đặt lòng tin quá dễ dãi. Tốt nhất là giữ mối quan hệ đồng nghiệp ở mức chuyên nghiệp.
tập trung vào công việc và không để các mâu thuẫn nhỏ ảnh hưởng đến tiến độ. Tuần 2, từ mùng 8 đến 14 âm lịch. Bước vào tuần thứ 2 của tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão có thể đối diện với một số trở ngại nhỏ trong công việc. Những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc đối tác có thể xuất hiện, khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng. Lời nói có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá vỡ. Đây là lời nhắc nhở để bạn khéo léo trong giao tiếp, tránh để cảm xúc lấn át lý trí. Điều cần làm trong tuần này là giữ vững bình tĩnh và tiếp cận mọi vấn đề với cái nhìn khách quan. Dù có xảy ra mâu thuẫn, hãy cố gắng không để cảm xúc chi phối hành động. Bạn cần thể hiện sự khéo léo, giải quyết mọi chuyện bằng lý trí và thái độ hòa nhã, tránh để tình huống đi xa hơn. Về tài chính, tuần này bản mệnh cần tiếp tục giữ sự cẩn trọng. Các dự án lớn vẫn chưa mang lại lợi nhuận ngay lập tức, nhưng đừng nản lòng. Đây là thời điểm để bạn tập trung vào việc hoàn thiện các kế hoạch, chờ thời cơ thích hợp để bước tiếp. Sức khỏe tuần này có thể bị ảnh hưởng nhẹ do áp lực từ công việc. Bạn nên dành thời gian thư giãn, chăm sóc bản thân và tránh làm việc quá sức. Cân bằng giữa công việc và sức khỏe là chìa khóa giúp bạn duy trì phong độ. Tuần 3, từ mùng 15 đến 21 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 9 âm lịch là thời điểm mang lại nhiều cơ hội thăng tiến cho tuổi Ất Mão. Trong khó khăn, cơ hội luôn ẩn mình. Đây là tuần mà nếu biết cách tận dụng, bạn có thể đạt được những bước tiến lớn trong công việc. Những nỗ lực từ các tuần trước đó bắt đầu mang lại kết quả, giúp bạn củng cố vị trí và tạo dựng uy tín trong mắt cấp trên. Tuy nhiên, với sự gia tăng khối lượng công việc, bản mệnh cần tránh để bản thân quá tải. Sự nghiệp quan trọng, nhưng không nên đặt gánh nặng quá lớn lên vai mình. Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công. Vì vậy, hãy biết cách quản lý thời gian hợp lý, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Về tài chính, tuần này có thể xuất hiện một số cơ hội đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, bạn không nên mạo hiểm với các khoản đầu tư lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà bạn chưa có kinh nghiệm. An toàn là trên hết. Đây là lúc để bạn duy trì sự ổn định tài chính, chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Về tình cảm, tuần này là lúc mà mối quan hệ gia đình trở nên ổn định hơn. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ từ tuần trước, thì đây là thời điểm để cả hai bên lắng nghe, thấu hiểu và hóa giải những xung đột. Sự thông cảm và chia sẻ là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Tuần 4, từ mùng 22 đến 30 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch mang đến sự khởi sắc về mặt tài chính cho tuổi Ất Mão. Những dự án, hợp đồng đã ký kết trước đó bắt đầu mang lại lợi nhuận. Đây là lúc bản mệnh có thể nhìn thấy những kết quả rõ ràng từ nỗ lực của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không nên quá mạo hiểm với các khoản đầu tư lớn. Dù tình hình tài chính có phần khởi sắc, nếu đang làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để bạn mở rộng quy mô hoặc phát triển thêm các dự án phụ. Tuy nhiên, cần tiếp tục duy trì sự cẩn trọng, không nên quá phấn khích trước thành công bước đầu. Chậm mà chắc, giữ được đà phát triển lâu dài. Về mặt tình cảm, gia đình sẽ là nguồn động lực lớn cho bản mệnh trong tuần này. Gia đình là bến đỗ an toàn nhất, và sự ủng hộ từ người thân sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Nếu có thời gian, hãy dành nhiều hơn cho gia đình, cùng nhau tổ chức các hoạt động nhỏ để tăng cường sự gắn kết và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Sức khỏe tuần này tiếp tục ổn định, nhưng vẫn cần chú ý không nên làm việc quá sức. Đặc biệt, việc giữ vững thói quen tập thể dục và ăn uống điều độ sẽ giúp bạn duy trì phong độ, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới trong tháng tới. Thưa quý anh chị, tháng 9 âm lịch năm 2024 mang lại cho tuổi Ất Mão nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và cải thiện tài chính, nhưng cũng không thiếu những thử thách cần vượt qua. Mỗi tuần của tháng đều có những biến động riêng, đòi hỏi bản mệnh phải kiên nhẫn, tỉnh táo và khéo léo trong cách ứng xử. Điều quan trọng nhất trong suốt tháng này là giữ vững tinh thần tích cực, biết cách quản lý thời gian và công việc sao cho hợp lý, để không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống cá nhân.
Sự thành công bền vững chỉ đến khi ta biết kết hợp giữa nỗ lực và sự khôn ngoan. Hướng dẫn hóa giải vận hạn và tối ưu cơ hội trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch năm 2024 có thể mang đến nhiều thách thức cho tuổi Ất Mão. Nhưng đừng quên rằng, mọi thử thách đều là một bài học quý giá. Điều quan trọng là cách chúng ta đối diện với những khó khăn và tìm cách hóa giải chúng, đồng thời tận dụng cơ hội một cách khôn ngoan. Vận mệnh không phải là điều cố định, mà là kết quả của những hành động và quyết định trong cuộc sống. Làm việc thiện tích phước, hóa giải vận hạn. Một trong những cách hiệu quả để hóa giải vận hạn trong tháng 9 âm lịch là làm việc thiện. Trong triết lý phương Đông, việc giúp đỡ người khác không chỉ giúp bản thân tích lũy phước lành mà còn là cách để hóa giải những điều không may. Khi bạn mở lòng với người xung quanh, chia sẻ tình yêu thương và làm những việc thiện nguyện, năng lượng tích cực sẽ quay lại với bạn. Làm việc thiện không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Hạt mầm nhỏ khi được gieo đúng chỗ sẽ nở thành cây lớn. Những cử chỉ nhỏ như giúp đỡ một người cần, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng sẽ mang lại sự bình an cho tâm hồn. Từ đó, bạn có thể giảm bớt phần nào những áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Thiện tâm là nguồn cội của sự thanh thản. Và khi tâm hồn bạn bình an, vận hạn cũng sẽ tự nhiên hóa giải. Hãy dành thời gian trong tháng này để tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp cho những người nghèo hoặc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương. Điều này không chỉ giúp bạn tích phước mà còn làm dịu đi những lo lắng trong lòng. Sử dụng vật phẩm phong thủy kích hoạt năng lượng tốt. Phong thủy từ lâu đã được coi là phương pháp hữu hiệu để cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy để kích hoạt năng lượng tích cực và hóa giải những vận hạn. Các vật phẩm phong thủy không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp bảo vệ bản mệnh trước những năng lượng tiêu cực. Tỳ Hưu, đây là linh vật phong thủy được cho là mang lại sự thịnh vượng và bảo vệ tài lộc. Tỳ Hưu không chỉ giúp thu hút tiền tài mà còn có tác dụng bảo vệ khỏi những nguy cơ mất mát tài chính. Đặt một con tỳ hưu tại nơi làm việc hoặc phòng khách sẽ giúp bản mệnh tránh được những rủi ro tài chính trong tháng này. Thạch Anh Tiến, đá Thạch Anh Tiến không chỉ có tác dụng thu hút tài lộc mà còn giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự bình an và tỉnh táo trong suy nghĩ. Đặc biệt, đối với những người thường xuyên gặp áp lực trong công việc, Thạch Anh Tiến sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và tăng cường sự sáng suốt trong các quyết định. Thiêm Thư, cốc ba chân. Thiêm Thư là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng trong phong thủy. Đặt Thiêm Thư tại nơi kinh doanh hoặc trong nhà sẽ giúp kích hoạt tài lộc và thu hút cơ hội mới trong công việc. Vòng tay phong thủy. Đeo vòng tay phong thủy làm từ đá mã não hoặc thạch anh sẽ giúp bảo vệ bản mệnh khỏi những năng lượng tiêu cực, đồng thời kích hoạt may mắn trong công việc và tài chính. Vật phẩm phong thủy là những người bạn đồng hành âm thầm nhưng lại mang đến những kết quả rõ ràng. Giữ tinh thần lạc quan, tư duy tích cực là chìa khóa thành công. Tâm an thì mọi sự an. Và điều này đặc biệt quan trọng trong việc hóa giải vận hạn và tối ưu hóa cơ hội trong cuộc sống. Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão cần đặc biệt chú trọng đến việc duy trì tinh thần lạc quan, không để những thách thức làm lung lay ý chí và niềm tin vào bản thân. Cách chúng ta đối diện với khó khăn quyết định phần lớn thành công của chúng ta. Nếu luôn giữ tư duy tích cực, bạn sẽ thấy rằng mọi thử thách đều mang lại những cơ hội để trưởng thành và phát triển. Trong khó khăn, cơ hội luôn tiềm ẩn. Dù có gặp phải vận hạn nào, nếu giữ được tâm thế lạc quan và tinh thần mạnh mẽ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua và tìm thấy con đường đi đúng đắn. Để duy trì tư duy tích cực, bản mệnh nên tập trung vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống, dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc tham gia vào các hoạt động yêu thích sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tái tạo năng lượng. Tư duy tích cực không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn là yếu tố thu hút những điều tốt lành đến với cuộc sống. Ngoài ra, thực hành thiền định cũng là cách tuyệt vời để giữ tinh thần an yên và giúp bạn đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thiền giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và mang lại sự thanh thản cho tâm hồn.
Dù chỉ dành 10 đến 15 phút mỗi ngày để thiền định, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách mình đối diện với những thử thách của cuộc sống. Quản lý thời gian và tài chính tối ưu hóa cơ hội. Trong tháng này, việc quản lý thời gian và tài chính một cách thông minh sẽ giúp tuổi Ất Mão không chỉ tránh được những rủi ro mà còn tối ưu hóa cơ hội để phát triển sự nghiệp và gia tăng tài lộc. 1. Quản lý thời gian. Công việc có thể trở nên bận rộn hơn trong tháng này. Và nếu không biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái quá tải. Thành công không đến từ việc làm nhiều, mà từ việc làm đúng. Hãy ưu tiên những công việc quan trọng, tập trung vào những mục tiêu lớn và đừng để những việc nhỏ lấn át thời gian của bạn. 2. Quản lý tài chính. Tháng này, bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội tài chính, nhưng cũng cần phải thận trọng với những quyết định đầu tư. Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Trước khi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị một chiến lược rõ ràng. Đặc biệt, nên tránh các khoản đầu tư mạo hiểm nếu chưa hiểu rõ về thị trường. Việc duy trì một khoản tiết kiệm cũng rất quan trọng trong tháng này. Dự phòng tài chính là cách bảo vệ bản thân trước những biến động bất ngờ. Hãy tạo thói quen tiết kiệm đều đặn, dù chỉ là những khoản nhỏ, nhưng về lâu dài sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Tận dụng các mối quan hệ quý nhân phù trợ. Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, đặc biệt là những người tuổi Hợi và Mùi. Có người thành công không chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân mà còn nhờ vào sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Hãy duy trì mối quan hệ tốt với những người có khả năng hỗ trợ bạn, vì họ có thể là những người mang lại cơ hội quý báu trong công việc hoặc cuộc sống. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không nên quá phụ thuộc vào người khác. Quý nhân chỉ có thể giúp bạn tìm đường, nhưng bước đi trên con đường đó vẫn là nhiệm vụ của bạn. Hãy biết trân trọng sự giúp đỡ, nhưng cũng đừng quên rằng bản lĩnh và nỗ lực của chính mình mới là yếu tố quyết định đến thành công lâu dài. Tháng 9 âm lịch không chỉ mang lại thách thức mà còn mở ra nhiều cơ hội cho tuổi Ất Mão. Mọi vận hạn đều có thể hóa giải, và mọi cơ hội đều có thể được tận dụng nếu bạn biết cách đối diện với cuộc sống bằng sự khôn ngoan và tinh thần tích cực. Bằng cách làm việc thiện, sử dụng vật phẩm phong thủy, giữ tinh thần lạc quan, quản lý thời gian và tài chính một cách thông minh và biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân, bản mệnh sẽ không chỉ vượt qua những khó khăn trong tháng này mà còn mở ra những cánh cửa mới cho thành công và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, tháng 9 âm lịch là một thời điểm đầy thách thức nhưng cũng không thiếu những cơ hội quý giá dành cho tuổi Ất Mão. Đây là tháng mà bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều biến động trong sự nghiệp và tài chính. Nhưng chính từ những biến động này mà cơ hội để trưởng thành và thăng tiến sẽ xuất hiện. Thử thách là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách chúng ta đối diện mới là điều quan trọng. Trong sự nghiệp, hãy luôn thận trọng trong mọi quyết định, không nên vội vàng khi chưa đánh giá đủ các yếu tố. Tinh thần lạc quan, sự kiên nhẫn và khả năng thích ứng nhanh sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Đồng thời, cẩn trọng với những lời khuyên đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực bạn chưa nắm chắc, vì rủi ro tài chính luôn tiềm ẩn. Bên cạnh đó, sức khỏe là nền tảng quan trọng trong tháng này. Sức khỏe không chỉ là tài sản quý giá, mà còn là điều kiện tiên quyết để bạn thành công. Hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân để duy trì sự ổn định tinh thần và thể chất. Cuối cùng, mối quan hệ gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh. Gia đình là bến đỗ an toàn nhất, và sự hỗ trợ từ những người thân yêu sẽ là động lực giúp bạn vượt qua khó khăn. Hãy trân trọng và dành thời gian cho những người xung quanh để giữ cho mối quan hệ luôn tốt đẹp và gắn kết. Tóm lại, tháng 9 âm lịch mang đến những thử thách, nhưng với sự khôn ngoan, bình tĩnh và tinh thần lạc quan, tuổi Ất Mão hoàn toàn có thể vượt qua và tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp và cuộc sống.